nay chúng ta sẽ học phần thứ hai của bài Xin Tri Ân. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ học nhạc dạo và chúng ta sẽ bước vào phần đệm hát. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy phần nhạc dạo như sau. Nhạc dạo thì chúng ta sẽ lấy nốt giai điệu ở phần tiểu khúc, phần sống cho đi hết cả cuộc đời, đem tin mừng truyền bá khắp nơi, 30 năm trọn đời dâng hiến, cả cuộc đời phục vụ tha nhân. Thì chúng ta sẽ lấy nốt ở vị trí đó. Có nghĩa là chúng ta, sau khi chúng ta đã học phần 1, chúng ta đã thuộc nốt giai điệu của bài hát rồi, thì chúng ta sẽ đàn nốt vào. Ở đây thì các bạn lấy phần nhạc dạo, chúng ta sẽ đàn như sau. Phần giai điệu, phần intro thì chúng ta sẽ chọn tiếng. Thông thường thì chúng tôi chọn những tiếng lead. Trong phần voice thì chúng ta sẽ chọn những phần có lead. Chúng ta gặp voice mà âm thanh bị thấp thì chúng ta có thể đàn ở âm vực cao hơn. Khi chúng ta đàn phần nhạc dạo để vào phần hát thì chúng ta sẽ đàn như sau. Chúng ta sẽ cho, chúng ta sẽ đếm cái nhịp 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần nhạc dạo. Tôi sẽ lại bắt đầu lại như sau. 1, 2, 3. Xong thì chúng ta sẽ đếm 2, 3 và chúng ta sẽ bắt đầu vô bài. Tôi sẽ đàn lại một lần nữa. 1, 2, 3. Lưu ý là ở học âm thì chúng ta đã được hướng dẫn ở phần 1, cho nên chúng ta chỉ cần lấy lại học âm ở phần 1 thì chúng ta sẽ đệm giống như vậy ở, cũng ở phần 2 này. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. 1, 2, 3. Chiếu soi mọi miền như mẹ hiền u ấp con thơ, như thái dương cho đời ánh sáng. 2, 3. Thì khi các bạn hát tới chữ ánh sáng thì chúng ta, khi chúng ta đếm nhịp là ánh sáng thì chúng ta sẽ vào hợp âm si giáng trưởng. Ánh sáng thì chúng ta sẽ vào hợp âm si giáng trưởng. Sau đó chúng ta sẽ đếm 2, 3. Thì khi chúng ta đếm 3 thì chúng ta sẽ chuyển qua hợp âm son thứ, và chúng ta sẽ phiêu. Phiêu để chi? Để chúng ta sẽ bước qua một câu khác. Tôi sẽ làm lại như sau.
như dòng suối tuôn tràn nước thiên, như trăng sao chiếu soi mọi miền, như mẹ hiền ủ ấp con thơ, như thái dương cho đời anh sáng. Hai ba sống cho đi, thì khi chúng ta hát hai ba thì chúng ta sẽ feel, ví dụ cho đời anh sáng. Hai ba sống cho đi hết cả cuộc đời, đem tin truyền bá khắp nơi, 30 năm cho đời dân hiến, cả cuộc đời phục vụ tha nhân. Ở đây sẽ chúng ta sẽ có một cái câu nhạc dẫn khi chúng ta vừa đàn vừa phiêu. Ví dụ như chúng ta sẽ đàn, chúng ta hát là như dòng, chúng ta sẽ hát là như thái dương cho đời ánh sáng. Chúng ta sẽ có rất là nhiều câu để dẫn vào như thái dương cho đời ánh sáng. Hai ba, khi chúng ta đến hai ba thì chúng ta sẽ đàn xì đô rê, giống như là chúng ta đã hát cái câu đó, đời ánh sáng. Tôi ví dụ lại, như thái dương cho đời ánh sáng. Hai ba sống cho đi, nhưng chúng ta sẽ thêm xì đô rê vào sau chữ đời ánh sáng, thì nốt rê cuối cùng, nốt xì nốt đô là nốt móc đơn, chúng ta sẽ cho ở nhịp thứ hai, và nốt rê cuối cùng sẽ bước vào nhịp thứ nhất của ô nhịp tiếp theo. Cho đời ánh sáng. Hai ba, xong rồi chúng ta sẽ phiêu. Tôi sẽ làm lại như sau: như dòng suối tuôn tràn nước thiên, như trăng sao chiếu soi mọi miền, như mẹ hiền ủ ấp con thơ, như thái dương cho đời ánh sáng. Sống cho đi hết cả cuộc đời, đem tin truyền bá khắp nơi, 30 năm cho đời dân hiến, cả cuộc đời phục vụ tha nhân. Hai ba, thì khi chúng ta hát là cả cuộc đời phục vụ tha nhân, thì ngoài việc chúng ta nhấn phiêu ra để qua son trưởng ra, thì chúng ta phải có một câu nhạc dẫn: phục vụ tha nhân nhân. Chúng ta sẽ có một cái câu dẫn để chúng ta chuyển từ tiết điệu thứ qua trưởng. 30 năm trọn đời dân hiến, cả cuộc đời phục vụ tha nhân. Chúng ta sẽ đàn như sau: son la si đố si, và phục vụ tha nhân nhân, son la si đố si. Thì khi chúng ta đàn son la si đố si thì chúng ta sẽ là nốt móc đôi, son la si đố là 4 nốt móc đôi, còn lại nốt si bình thì chúng ta sẽ đàn nốt đen. Cả cuộc đời phục vụ tha nhân, son la si. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ phần nhạc gạo luôn. 1, 2, 3. Soi mọi miền, như mẹ hiền ủ ấp con thơ, như thái dương cho đời ánh sáng. Sống cho đi hết cả cuộc đời, đem tin mừng truyền bá khắp nơi, 30 năm trọn đời dân hiến, cả cuộc đời phục vụ tha nhân. Cha thắng minh quang, tha ơn Chúa hồng ân trời.
đây khi chúng ta hát phần điệp khúc thì chúng ta cũng nên cho tiếng kèn đệm theo, đệm cho tiếng kèn. Tiếng kèn ở đây thì chúng ta có thể chọn những tiếng kèn ví dụ như là dàn kèn đông, người ta gọi là brass ensemble. Brass ensemble thì chúng ta sẽ chọn tiếng kèn đồng, ví dụ như là chúng ta sẽ chọn là brass section, hay là chúng ta sẽ chọn, nói chung là chúng ta sẽ chọn dàn kèn. Tôi ví dụ như là khi chúng ta hát là cảm ơn cha Phạm Minh Văn như vậy, thì chúng ta có thể dựa trên tiết điệu của bài hát, ví dụ tiết điệu là bùm, các bạn sẽ vô phần nhạc phần trống ở phần thứ hai, phách thứ hai ví dụ 1 2, thì chúng ta sẽ bắt đầu ở phách thứ hai, ví dụ 1 2 1. Ví dụ ở đây khi chúng ta kết thúc một câu, như là khi chúng ta hát tới tình huy mỹ thì chúng ta sẽ đè hợp âm vào cùng chung với lại giai điệu, nghĩa là khi chúng ta hát tới đó thì chúng ta sẽ để là tình huy mỹ. Tôi sẽ bắt đầu lại từ phần điệu khúc thứ hai để bước vào điệp khúc. Chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ là khi chúng ta đàn những tiếng đàn thì chúng ta phải lưu lại. Khi lưu lại như vậy thì chúng ta sẽ tiện khi chúng ta ứng dụng đệm hát. Chúng ta bắt đầu từ phần nhạc gạo. 1 2 3. Soi mọi miền như mẹ hiền bù ấp con thơ, như thái dương cho đời ánh sáng. Không cho đi hết cả cuộc đời, đem tình truyền bá khắp nơi. 30 năm trọn đời dân hiến, cả cuộc đời phục vụ ta nhân. Ta đàn là tình huy mỹ một nhà anh em, là chúng ta hết phần điệp khúc rồi đó, thì chúng ta sẽ quay lại phần tiểu khúc lần nữa.
Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái câu học âm để chúng ta chuyển về. Ví dụ như là chúng ta hát tình huyên mỹ một nhà anh em. Chúng ta sẽ chuyển làm sao cho tiết điệu khi đang ở trưởng thì chúng ta sẽ chuyển về thứ, thì nó có rất là nhiều cách. Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ để hợp âm son trưởng và chuyển về son thứ. Nếu như các bạn đàn không, cái tay chân của mình nó không lăn thì chúng ta sẽ đàn trưởng về thứ thôi. Tới ví dụ như là chúng ta sẽ làm lại như sau. Chúng ta chỉ cần chuyển hợp âm trưởng, son trưởng chúng ta chuyển về son thứ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có nhiều cách. Chúng ta có thể chuyển từ hợp âm son trưởng, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua hợp âm mi giáng trưởng, sau đó chúng ta về đô thứ và chúng ta sẽ quay trở lại son thứ. Tôi ví dụ như sau. Fa mi. Son trưởng, sau đó chúng ta sẽ qua hợp âm mi giáng trưởng và qua đô thứ chuyển về son thứ. Sau đó chúng ta sẽ canh nhịp và chúng ta sẽ quay lại phần tiểu khúc 2. Tôi ví dụ tôi sẽ hát thử mẫu. Chúng ta sẽ quay lại lần 2. Lần 2 thì chúng ta sẽ hát lời 2. Chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa từ đầu cho đến chót. 1 2 3. Soi mọi miền như mẹ hiền, u ấp con thơ như thái dương cho đời ánh sáng. Dòng cho đi hết cả cuộc đời, đem tình truyền bá khắp nơi. 30 năm trọn đời dân hiến, cả cuộc đời phục vụ tha nhân. Chấp nối yêu thương như bôi men cho đời sức sống. Chúng ta dân mến Chúa yêu
giao cho người đời sống đức tin. 30 năm trọn tình yêu Chúa, hết một người trọn vẹn sinh dân. Khi chúng ta kết thúc của bài nhạc thì chúng ta sẽ mượn phần ending của bài hát và chúng ta sẽ nương theo. Các bạn có thể hát lặp đi lặp lại phần điệp khúc nhiều lần. Ví dụ chúng ta hát hết tình huy mỹ một nhà anh em, xong rồi chúng ta lại hát lại lần nữa tình huy mỹ lần nữa, nhưng mà khi chúng ta hát lần cuối cùng đó thì chúng ta sẽ dừng lại. Ví dụ tình huy mỹ, chúng ta sẽ nhồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 của rê trữ hay rê bảy gì đó, 3 4 5 6 7 8 9, rồi chúng ta sẽ hát chậm lại và dứt. Thì khi hết thì chúng ta sẽ mượn ending của bài hát để kết thúc. Bài học và hướng dẫn vừa đệm hát hôm nay đến đây là hết. Mình chào các bạn.